Phúc Cắt Cỏ xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có một ngày thật dồi dào sức khỏe và gặp thật nhiều niềm vui. Hôm nay Phúc xin chia sẻ về cái khoảng thời gian Phúc làm việc tại khu du lịch Đại Nam và cái phong cách làm việc của cô Nguyễn Phương Hằng, cũng giống như là cái việc mà cô Nguyễn Phương Hằng phanh phui ra một số chuyện. Thưa toàn thể quý vị và các bạn, Phúc làm việc ở khu du lịch Đại Nam. Những tháng đầu tiên, lương của Phúc thử việc đó là 6 triệu đồng. Những tháng tiếp theo, cô Hằng mới hỏi, lương của con bao nhiêu vậy Phúc? Dạ, thưa cô, lương con tháng 6 triệu. Tháng tiếp theo, kể từ tháng sau, lương của con sẽ là gấp đôi. Đối với cô Hằng, được việc là tồn tại, lương bổng không thành vấn đề. Những người sau đây này cũng vậy. Vào được việc, lương tháng 30, 50, thậm chí 100, 200 có luôn. Được việc là tồn tại, không được việc lên đường, đừng nói tới cái chuyện tiền bạc. Phong cách làm việc của cô Hằng là như vậy. Được việc, lương bổng một gấp đôi, gấp ba, chuyện nhỏ. Như Phúc như vậy, Phúc được việc, lương của Phúc gấp đôi, 12 triệu. Thêm cái tiền khách sạn, Phúc ở khách sạn 3 sao. Khách sạn 3 sao một ngày cho khách thuê là 700 nghìn. Đó, Phúc được ưu đãi như vậy đó. Rồi cái việc tiếp theo mà cô Hằng phanh phui ra một số chuyện. Phúc không binh cô Hằng. Mặc dù miếng cơm của Đại Nam, miếng cơm của chú Dũng, miếng cơm của cô Hằng nó còn dính cả răng của Phúc. Nhưng Phúc nói việc, nói chuyện ở đây là nói khách quan, nói công tâm. Cộng đồng mạng, anh chị em nghe thử coi. Hãy nghe thử xem Phúc nói đúng hay không. Cái điều đầu tiên đó là cô Hằng vạch trần được cái bản chất lang băm của cái thằng lang băm Võ Nam Yên. Đúng không quý vị? Cô Hằng vạch trần được cái sự khám chữa bệnh tào lao, phi khoa học, phản khoa học của Võ Hoàng Yên. Nếu mà nó trị được cái bệnh câm điếc bẩm sinh thì cái nền y học của thế giới tồn tại làm cái gì? Cái việc thứ hai, Hoài Linh chậm giải ngân 14 tỷ đi huy động từ thiện của người ta mà chậm giải ngân lần tới 6 tháng số tiền 14 tỷ. Cô Hằng phanh phui ra thì mới lật đật lên trên mạng giải bày, rồi mới lật đật đi giải ngân. Tào lao, đúng không quý vị? Cái thứ ba, tất cả các nghệ sĩ có làm từ thiện, những anh chị em Mạnh Thường Quân có làm từ thiện, tại sao làm từ thiện xong rồi không chịu sao kê minh bạch cái số tiền để cho người ta biết mình sử dụng đúng mục đích, mà đợi cô Hằng lên tiếng phanh phui ra rồi mới lật đật đi giải bày, lật đật đi sao kê? Vì lý do gì? Vì lý do gì thưa toàn thể quý vị và các bạn? Chúng ta, Phúc cũng vậy, Phúc chưa nói là những người này có việc ăn chặn, có dấu hiệu ăn chặn, vì đó là việc của cơ quan, việc của lực lượng chức năng. Khi mà họ điều tra, họ sẽ kết luận. Nhưng chúng ta thử hỏi đi, đi làm từ thiện về mà không công báo, không công bố cho người ta biết là cái số tiền làm từ thiện nó đưa cho ai, nó sử dụng vào mục đích gì, nó đưa cho ai. Cứ ôm khư khư trong người, rồi khi bị phanh phui ra mới lật đật giải ngân, lật đật giải bày, thì còn cái ý nghĩa gì nữa? Hỏi làm sao mà dư luận không nghi ngờ, đúng không? Chúng ta hỏi làm sao mà dư luận không nghi ngờ có sự gian lận ở trong. Đó là ba cái việc mà cô Hằng làm được. Thứ nhất, vạch trần cái bản chất chữa bệnh tào lao, phi khoa học của Võ Hoàng Yên. Thứ hai, chậm giải ngân 14 tỷ của Hoài Linh. Thứ ba, việc các nghệ sĩ, các mạnh thường quân khác có huy động tiền từ thiện, làm xong rồi không chịu sao kê, không chịu minh bạch, rồi chờ cô Hằng phanh phui ra mới lật đật đi sao kê, mới lật đật đi giải bày. Đúng không quý vị? Chúng ta hãy bình tĩnh, nhận định khách quan. Phúc nói như vậy đúng hay sai? Phúc, nếu mà Phúc nói sai, Phúc sẵn sàng chịu búa rìu của dư luận, sẵn sàng chịu cộng đồng mạng tẩy chay. Nhưng chúng ta hãy thử xem cô Hằng làm ba cái việc đó đúng hay sai. Quá đúng luôn. Còn những người mà nói sai là những người như thế nào thì cộng đồng mạng sẽ biết rõ được cái người đó như thế nào. Chúng ta phải bình tĩnh xem xét thôi, coi những cái sự việc đó. Một cái thằng lang băm
chữa bệnh phi khoa học vậy mà nó tồn tại bấy lâu nay không ai phanh phui ra. Đi huy động từ thiện 14 tỷ mà chậm giải ngân lận tới 6 tháng trời. Đi huy động từ thiện làm xong rồi không chịu báo cho người ta biết. Rồi khi bị phanh phui lật đật lên trên mạng, tôi không ăn chặn, tôi không ăn chặn. Cái việc các bạn có ăn chặn hay không, đó là cái việc sau này cơ quan điều tra can thiệp, rồi họ sẽ kết luận. Động thái của các bạn như vậy, dư luận sẽ nghĩ rằng các bạn xấu. Đúng không? Dư luận sẽ cho rằng các bạn có ý đồ không tốt. Đây là dư luận chung. Mà dư luận như thế là dư luận đúng. Nói đúng chứ không phải sai. Ngay cả bản thân Phúc cũng đang nghi ngờ các bạn. Thậm chí là Phúc cầu mong cho các bạn sử dụng đúng cái số tiền đó nữa. Cầu mong cho các bạn sử dụng cái số tiền từ thiện đó đúng mục đích nữa. Để làm sao? Để chúng ta cùng chung giúp những cái mảnh đời nó còn khó khăn do cái thiên tai bão lũ mang tới. Đúng không? Hiện tại bây giờ này, Phúc vẫn cầu mong cho Thủy Tiên, Công Vinh sử dụng đúng cái số tiền đó. Cầu mong cho các nghệ sĩ khác, các mạnh thường quân khác có huy động sử dụng đúng cái số tiền mục đích đó. Rồi, chúng ta sẽ làm tiếp. Chứ chưa gì hết mà khi mà đụng chạm tới cái việc sao kia, lần sau tôi sẽ không làm, lần sau tôi sẽ không làm. Làm như vậy là những người không có tâm. Làm tàu lao. Làm vì cái gì? Đó. Ví dụ như sau này, cơ quan kết luận điều tra Công Vinh, Thủy Tiên trong sạch, các mạnh thường quân khác trong sạch, thì chú hãy mạnh dạn đi làm tiếp. Thậm chí là được nhiều người đóng góp nhiều hơn nữa, chứ không phải là số tiền đó đâu. Đúng không quý vị? Đó. Hôm nay thì Phúc xin chia sẻ đến quý vị và các bạn như vậy. Phong cách làm việc của cô Hằng và cái việc mà cô Hằng phanh phui ra ba cái chuyện đó là cái chuyện có ích cho đời. Những chuyện khác Phúc chưa bàn tới. Phúc cũng không có binh cô Hằng. Mặc dù là cái chén cơm, cái miếng cơm của Đại Nam, miếng cơm của chú Dũng, miếng cơm của cô Hằng nó còn dính cả răng của Phúc. Phúc có lỗi với cô Hằng, chú Dũng rất nhiều. Cho Phúc hàng trăm triệu trả nợ mà Phúc còn phụ lòng tốt của người ta. Mà cô Hằng với chú Dũng vẫn cho người tìm Phúc về làm việc lại. Phúc sợ anh em giang hồ dí Phúc mới trốn. Thì hôm nay Phúc cắt cỏ xin chia sẻ đến toàn thể quý vị và các bạn những cái thông tin như vậy. Để chúng ta có một cái cách nhìn đa chiều. Chúng ta cũng đừng vội quy kết, đừng vội kết luận ai. Phúc cũng chưa có vội kết luận là các nghệ sĩ có ăn chặn tiền từ thiện hay không. Nhưng mà Phúc dám khẳng định hai việc. Khẳng định ba việc. Việc đầu tiên đó là thằng Lang Băm Võ Hoàng Yên chữa bệnh tào lao, công của cô Hằng phanh phui ra việc đó. Thứ hai, việc chậm giải ngân của nghệ sĩ Hoài Linh 14 tỷ trong vòng 6 tháng. Cái thứ ba, các nghệ sĩ khác, các anh em mạnh thường quân khác đi huy động từ thiện, làm xong rồi im ra, không thông báo cho người ta biết, không thông báo cho những người đóng tiền biết là mình có sử dụng đúng mục đích số tiền đó hay không. Ba vấn đề đó, cô Hằng xứng đáng nhận điểm 10. Xin chia sẻ đến toàn thể quý vị và các bạn như vậy. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã theo dõi clip này. Xin kính chào và hẹn gặp lại.